Tiêu của bài này yêu cầu các em nắm được, trình bày được triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm và ứng dụng chẩn đoán leukemia cấp. Thứ hai là trình bày được phân loại leukemia cấp. Và thứ ba là trình bày được nguyên tắc điều trị, các phương pháp điều trị leukemia cấp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vài nét đại cương của leukemia cấp. À, chúng ta lại gặp lại một cái bảng sơ đồ sự sinh trưởng, sự biệt hóa, trưởng thành và phát triển của các tế bào máu. Đã làm quen với cái biểu đồ này, cái sơ đồ này từ những bài học trước khi chúng ta học các cái bệnh lý về máu như là về thiếu máu. Đó, thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một cái khái niệm nữa. Đó là gì ạ? Đó là cái sự bất thường trong quá trình phân chia cũng như biệt hóa của các cái tế bào gốc ở trong tủy xương, dẫn đến sự hình thành những các cái tế bào nó mặc dù số lượng thì nhiều nhưng chức năng của nó không có. Và vì số lượng nó nhiều cho nên nó lấn át các cái dòng máu bình thường. Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu đều sinh ra từ tế bào gốc tạo máu ở trong tủy xương. Nó là quá trình sinh sản kèm biệt hóa và trưởng thành từ một tế bào máu tạo gốc tùy theo nhu cầu của cơ thể để nó sinh sản, nó biệt hóa, nó trưởng thành thành các tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, đại thực bào, lympho B, lympho T. Vì một lý do nào đó mà cái quá trình sinh sản hoặc là biệt hóa hay trưởng thành không được bình thường thì sẽ làm gì ạ? Sẽ làm tăng sinh tế bào non, thiếu tế bào trưởng thành và đó chính là bệnh cảnh của leukemia cấp. Hay nói cách khác là khi rối loạn quá trình sinh sản kèm biệt hóa và trưởng thành của các cái dòng từ tế bào gốc cho đến tế bào trưởng thành này, nó không trưởng thành được nữa mà nó ra các cái tế bào non mà nó lại không có tế bào trưởng thành thì lúc đó gọi là bệnh leukemia cấp. Vậy chuyện gì xảy ra khi có bệnh leukemia cấp? Đấy, chúng ta sẽ làm quen với cái khái niệm leukemia cấp. Leukemia cấp không phải là một bệnh đơn thuần mà là một nhóm bệnh đặc trưng bởi sự tăng sinh và tích lũy trong tủy xương và ở máu ngoại vi của những tế bào tạo máu chưa trưởng thành và ác tính, gọi là tế bào non ác tính. Những tế bào này sẽ dần dần thay thế và ức chế quá trình trưởng thành và phát triển của các dòng tế bào máu bình thường trong tủy xương. À, cô mời cô Lệ nào. Cô Lệ vào lớp. Cô sẽ tiếp tục bài giảng ngay bây giờ. Leukemia cấp không phải là một bệnh đơn thuần mà là một nhóm bệnh đặc trưng bởi sự tăng sinh và tích lũy trong tủy xương và ở máu ngoại vi của những tế bào tạo máu chưa trưởng thành và ác tính, còn gọi là tế bào non ác tính. Và những tế bào này sẽ dần dần thay thế và ức chế quá trình trưởng thành và phát triển của các dòng tế bào bình thường ở trong tủy xương. Năm 1827 thì Vinpo thông báo bệnh nhân đầu tiên mà ông mô tả triệu chứng nó giống như là cái căn bệnh mà bây giờ chúng ta gọi là leukemia cấp. Năm 1845, tức là chúng ta thấy ngay từ thế kỷ thứ 18, đúng không ạ? Bennett đã đặt cho tên cho bệnh leukemia cấp là leukocythemia, gọi là bệnh tăng bạch cầu. Sau đó viết sâu gọi bệnh này là bệnh white blood, tức là bệnh máu trắng. Cuối cùng chính ông đặt cho bệnh này một cái tên mà đến bây giờ vẫn đang được sử dụng, đó là leukemia. Năm 1887, nhờ có phát minh nhuộm tiêu bản máu của Ehrlich thì mới có thể phân biệt được những dạng khác nhau của dòng bạch cầu. Cụm từ leukemia cấp đã được Epstein sử dụng lần đầu tiên vào năm 1889 để mô tả tình trạng bệnh tiến triển cấp tính và không đáp ứng với những phương pháp điều trị hiện có thời kỳ đó. Tới năm 1900 thì các cụm từ dòng tủy và dòng lympho đã bắt đầu được sử dụng để phân loại leukemia cấp. Và bức tranh của leukemia cấp trong toàn bộ các cái bệnh cảnh về huyết học ra làm sao?
Theo thống kê tại Bệnh viện Bạch Mai, thì bệnh leukemia cấp chiếm 21% các bệnh máu vào năm 1979, năm 1984. Ở thời kỳ 1997-1999, theo Trần Thị Minh Hương và cộng sự, thì tại Viện Huyết học và Truyền máu, bệnh leukemia cấp là bệnh gặp nhiều nhất trong các bệnh về máu, với tỷ lệ là 38,5%. Trong đó, leukemia cấp dòng lympho chiếm 17,3%. Tại Mỹ thì sao? Leukemia cấp dòng tủy chiếm tỷ lệ khoảng 1,2% các bệnh ung thư. Tỷ lệ này tăng cùng với tuổi và tương đối ổn định từ những năm 1960. Còn theo giáo sư Đỗ Trung Phấn và cộng sự, đối với nhóm bệnh nhân leukemia cấp dòng lympho, nam giới gặp nhiều hơn nữ giới với tỷ lệ chênh lệch khá rõ nét là 1,9 trên 1. Còn nhóm leukemia cấp dòng tủy thì tỷ lệ này là 1 trên 1. Vẫn theo nghiên cứu này, tuổi trung bình của nhóm leukemia cấp dòng lympho là 30,98, trong đó 60,8% là dưới 30 tuổi. Còn tuổi trung bình của các bệnh nhân leukemia cấp dòng tủy là 44,3. Như vậy chúng ta thấy rằng cái loại ung thư này gặp ở tuổi còn khá là trẻ. Về nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh, cho đến nay thì người ta vẫn chưa xác định được một cách chính xác đâu là nguyên nhân để bệnh nhân bị rơi vào tình trạng gọi là rối loạn các cái sự tăng trưởng, biệt hóa và trưởng thành của các dòng máu từ trong tủy xương ra đến ngoại vi như vậy. Nhưng mà người ta tìm được những yếu tố liên quan. Thứ nhất là yếu tố di truyền, như là gia đình, bệnh di truyền. Thứ hai là yếu tố virus. Hiện nay cũng đã có những bằng chứng xác nhận mối liên quan gián tiếp giữa leukemia cấp và virus. Tuy nhiên, cũng không có một cái nghiên cứu nào khẳng định chắc chắn 100% là nó. Bởi vì nếu chắc chắn 100% là nó thì người ta đã có phương án để xử lý, để lý giải được, hóa giải được cái việc này. Tiếp theo là yếu tố môi trường như là tia xạ, hóa chất. Chúng ta không lạ gì khi một số những người làm trong môi trường độc hại, đặc biệt là những cái môi trường mà sản xuất hóa chất, thì rồi một thời gian sau người ta bị bệnh gọi là bệnh máu trắng, nhưng thực chất đó là bệnh gì? Bệnh leukemia. Hay chúng ta còn nhớ một cái thảm họa vô cùng lớn ở Nhật, khi mà hai quả bom nguyên tử của Mỹ dội xuống Nhật ở Hiroshima và Nagasaki. Thì sao ạ? Thì sau đó để lại một cái hệ lụy là nhiều thế hệ sau vẫn mắc bệnh máu trắng, tức là cái bệnh ung thư đó, máu dòng bạch cầu. Leukemia cấp xuất hiện sau các bệnh máu ác tính khác như là hội chứng tăng sinh tủy ác tính này, đa u tủy xương và Waldenström suy tủy xương vô căn đó. Nó có thể xuất hiện sau cái bệnh máu nào khác nữa. Cơ chế bệnh sinh của leukemia cấp hiện nay vẫn chưa được xác định rõ. Đa số tác giả trên thế giới đều cho rằng bệnh sinh học của leukemia cấp gắn liền với những biến loạn nhiễm sắc thể, kiểu biến đoạn hoặc là chuyển đoạn. Các biến loạn nhiễm sắc thể này dẫn đến rối loạn trong quá trình tổng hợp các protein tham gia vào quá trình phát triển và trưởng thành của các tế bào máu, dẫn đến ức chế các quá trình này và gây ra bệnh. Còn nguyên nhân sâu xa của những biến loạn này chính là các yếu tố nguy cơ mà đã được đề cập ở vấn đề ở phần trên. Về các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của leukemia cấp, có dễ để chúng ta nắm bắt được không? Bệnh nhân đến khám chúng ta có thể phát hiện được không? Quả thật là không khó. Bởi vì triệu chứng lâm sàng khá là điển hình, bệnh nhân sẽ có đủ cái hội chứng của gì? Thiếu cả ba dòng máu trưởng thành như là hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Vậy thiếu hồng cầu thì sao? Bệnh nhân sẽ có các biểu hiện của thiếu máu. Thiếu bạch cầu thì sao? Bệnh nhân sẽ có các biểu hiện của nhiễm trùng. Và thiếu tiểu cầu thì sao? Bệnh nhân sẽ có các biểu hiện của xuất huyết. Và ngoài ra thì vì là bệnh ác tính cho nên nó có thể thâm nhiễm ở các cơ quan, đặc biệt là hệ thống liên võng nội mô. Chính vì vậy chúng ta có thể suy ra được rất nhiều các cái triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, chán ăn, đau các xương dài, xương sườn, đau xương khớp, nhất là các khớp lớn. Bệnh nhân có thể sốt, giảm cân, toàn thân suy sụp. Và thường là gì? Các triệu chứng đó không đặc hiệu. Nhưng các hội chứng lâm sàng thì khá đặc hiệu. Hội chứng thiếu máu do thiếu dòng hồng cầu. Hội chứng xuất huyết do thiếu dòng tiểu cầu. Hội chứng nhiễm trùng do diệt thiếu dòng bạch cầu. Và hội chứng u hay thâm nhiễm, chúng ta sẽ thấy bệnh nhân hay chảy máu lợi này, phì đại lợi, gan to, lách to, hạch to, u trung thất và những tổn thương da niêm mạc như là loét hoại tử. Rồi có thể là thâm nhiễm ở trên não gây ra những dấu hiệu thần kinh khu trú như là liệt mặt, sụp mí mắt, vân vân.
Và những dấu hiệu của tăng áp lực nội sọ như là đau đầu, nôn, tê đầu chi do gì ạ? Do cái tế bào ung thư nó gì ạ? Nó thâm nhiễm ở cả trên não của bệnh nhân. Nó làm gì ạ? Nó làm tăng thể tích của não và làm tăng áp lực nội sọ lên. Trong lơ sơ mi cấp dòng tủy, các hội chứng do sự giảm sinh các tế bào tạo máu thường trầm trọng hơn và thường gặp hơn. Còn lơ sơ mi cấp dòng lympho thường gặp hội chứng thâm nhiễm hơn. Các biểu hiện lâm sàng của lơ sơ mi cấp dòng lympho thường rầm rộ hơn, điển hình hơn so với các bệnh nhân lơ sơ mi cấp dòng tủy. Đây là người ta so sánh biểu hiện lâm sàng giữa lơ sơ mi cấp dòng tủy và lơ sơ mi cấp dòng lympho. Nếu như mà hội chứng thiếu máu gặp trong 87,2% bệnh nhân lơ sơ mi cấp dòng lympho thì nó gặp tới 93,7% ở lơ sơ mi cấp dòng tủy. Hội chứng thâm nhiễm thì sao ạ? Tức là chúng ta thấy gan lách hạch to rồi thì là bệnh nhân phì đại lợi rồi thì thậm chí là di căn cả ở não các thứ. Thì hội chứng thâm nhiễm gặp tới 75,2% ở dòng lympho nhưng chỉ gặp 15,1% ở dòng tủy mà thôi. Như vậy nếu chúng ta thấy một bệnh nhân đến khám lơ sơ mi cấp mà chúng ta lại thấy chủ yếu là biểu hiện gan lách hạch to, thâm nhiễm các nơi rồi thì các cái biểu hiện thần kinh khác thì chúng ta nghi nhiều đến dòng lympho hơn là dòng tủy. Nhưng nếu thấy bệnh nhân thiếu máu, nhiễm trùng và xuất huyết rầm rộ hơn thì chúng ta nghi ngờ là dòng tủy hơn là dòng lympho. Những bệnh nhân mà có từ 3 hội chứng trở lên ấy thì gặp ở 64,7% bệnh nhân lơ sơ mi cấp dòng lympho nhưng chỉ gặp có 19,2% bệnh nhân lơ sơ mi cấp dòng tủy. Như vậy, lơ sơ mi cấp dòng tủy có thể chỉ gặp rối loạn một dòng, rối loạn hai dòng, rối loạn ba dòng. Nhưng ba dòng thì chỉ có 19,2%. Nếu có 4 hội chứng thì gặp ở lơ sơ mi cấp dòng tủy khoảng 26,5%, nhưng mà chỉ gặp 1,4% lơ sơ mi cấp dòng tủy thôi. Vậy triệu chứng cận lâm sàng nổi bật nhất là dấu hiệu huyết học. Ngay cái công thức máu thôi, một cái xét nghiệm mà có thể là ở tuyến cơ sở nhất, ví dụ như là tới này trạm y tế xã cũng được trang bị các máy huyết học thông thường, thì chúng ta cũng đã thấy một cái sự gì, một cái sự bất thường rất lớn giữa trong công thức của máu rồi. Đa số các bệnh nhân thể hiện một tình trạng giảm 3 dòng máu ngoại vi và xuất hiện bạch cầu non trong công thức bạch cầu. Nghĩa là gì ạ? Bệnh nhân sẽ giảm hồng cầu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu. Và khi chúng ta soi huyết đồ lên, chúng ta sẽ thấy rằng là có sự ra đời của bạch, có sự xuất hiện của bạch cầu non ở trong máu ngoại vi. Còn các chỉ số hồng cầu máu ngoại vi thể hiện thiếu máu bình sắc, hồng cầu bình thường, không hồi phục. Số lượng bạch cầu thì khá là tăng hoặc lại khá là giảm. Có thể từ dưới 1 gigalit cho đến trên 200 gigalit. Đa số bệnh nhân có số lượng bạch cầu khoảng từ 5 đến 30 gigalit và số lượng tiểu cầu cũng giảm. Như vậy là hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu đều rối loạn. Còn tủy đồ thì sao? Tủy giàu tế bào. Ở đây nói đến tủy giàu tế bào, bệnh nhân cũng có 3 hội chứng là hồng, là hội chứng nhiễm trùng, hội chứng xuất huyết và diện hội chứng thiếu máu. Nhưng mà ở một bệnh cảnh khác thì tủy nghèo tế bào. Còn bệnh cảnh này là tủy giàu tế bào. Vậy cái bệnh cảnh mà tủy nghèo tế bào là bệnh gì vậy các em? Một bệnh nhân vào viện có đủ 3 hội chứng thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng, và khi chúng ta xét nghiệm tủy đồ thấy tủy nghèo tế bào, vậy đó là bệnh gì? Lớp mình đâu rồi? Các em trả lời cho cô đi. Nếu như các em không trả lời được câu này, cô sẽ cho cả lớp trừ đi 1 điểm bởi vì cái bài này chúng ta đã học rồi. Mà thậm chí ngay sau khi học bài đó, cô còn gì ạ? Cô còn dùng cái keyword để mà cô tóm tắt lại để cho các em dễ nhớ.
lớp trưởng của hai lớp đâu? Nơi sản xuất ra gì? Ra các dòng máu, và ở nơi đó nó có rất là giàu các cái khoang sinh máu, và các khoang sinh máu đó nó sẽ chứa các cái tế bào gốc, và từ các cái tế bào gốc vạn năng đó nó sẽ gì ạ? Sản xuất ra, nó sẽ bắt đầu biệt hóa rồi trưởng thành để thành các cái dòng máu ngoại vi, để các cái tế bào máu ngoại vi đi nuôi cơ thể, đó là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Thế khi nào mà chúng ta lại thấy rằng là bệnh nhân có giảm cả ba dòng, giảm hồng cầu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu và tủy thì lại nghèo tế bào, thì khi đó được gọi là bệnh cảnh gì các em? Loãng xương đúng Chết giờ. không? Loãng xương. Nguy hiểm thật, đúng là chữ thầy giả thầy hết. Chứng tỏ các em hình như là nghe giảng, các em chỉ bật mic lên, à, các em chỉ bật máy lên các em để đấy thôi chứ các em không nghe giảng. Mỡ hóa nghèo tế bào không? Là bệnh gì vậy? Mày suy tủy xương chưa? Cái tủy xương Cái câu hỏi này cô đặt ra để cô xem là các em nắm bài học vừa rồi như thế nào, thì đúng là nó cho cô một cái cảm giác hết sức buồn. Bởi lẽ là cô nhớ là cô giảng cái bài suy tủy xương cho các em, và sau giảng bài cô còn tóm tắt lại một cái hình ảnh rất dễ nhớ là tủy hoang vu nghèo tế bào. Và đến bây giờ thậm chí là cô gợi ý đến mức độ vậy mà vẫn không được. Thì chứng tỏ là các em vừa học xong, nhớ đây là mới học xong chứ không phải là học lâu rồi, mà chúng ta đã quên hết. Chúng ta vừa mới học sáng thứ hai tuần trước. Cô sẽ phản ánh cái chất lượng học này tới tới tủy giàu tế bào và tăng một loại tế bào ác tính gọi là tế bào blast, chiếm gì ạ? Chiếm trên 20% tế bào tủy, và giảm các tế bào tủy bình thường, đặc biệt các tế bào trưởng thành bình thường lẽ ra chúng phải cao thì bây giờ nó giảm. Số lượng hồng cầu lưới ở máu và tủy đều giảm. Như vậy đây là những các cái xét nghiệm hết sức là đặc hiệu cho gì ạ? Cho cái bệnh cảnh của lân sơ mi cấp. Về mô bệnh học tủy xương, chúng ta thấy các khoang sinh máu có nhiều tế bào ác tính có thể xơ hóa. Về hóa tế bào để phân loại thể lân sơ mi nhuộm PAS, nhuộm peroxidase và nhuộm xương đăng đen sẽ có những các cái sự bắt màu một cách tương ứng. Về xét nghiệm miễn dịch và di truyền miễn dịch để chúng ta phát hiện các cái kháng nguyên CD trên màng các tế bào lân sơ mi, đối chiếu với sự xuất hiện của các CD này trong quá trình biệt hóa và trưởng thành tế bào máu bình thường để biết bản chất giàu và giai đoạn biệt hóa của tế bào. Về di truyền để chúng ta phát hiện các bất thường nhiễm sắc thể đặc trưng. Và ngoài ra thì xét nghiệm phát hiện bất thường gen. Các xét nghiệm khác như mà máu lắng, đông máu đều có chuyện, bởi vì nó gì ạ? Nó làm nhiễm khuẩn, nó làm nguy cơ xuất huyết do giảm tiểu cầu. Về phân loại lân sơ mi cấp, chúng ta có hai loại là lân sơ mi cấp dòng tủy và lân sơ mi cấp dòng lympho theo phân loại của FAB năm 1976 bổ sung 1982. Lân sơ mi cấp tủy chia từ M1 cho đến M7. M1 là nguyên tủy bào chưa trưởng thành, M2 là nguyên tủy bào trưởng thành, M3 là tiền tủy bào tăng hạt đặc hiệu, M4 là dòng tủy mono, M5 là mono, M6 là hồng bạch cầu, M7 là nguyên mẫu tiểu cầu. Còn lân sơ mi cấp dòng lympho thì chia ra làm 3 loại,
L1 là tế bào có kích thước nhỏ và đồng đều. L2, tế bào kích thước to và không đồng đều. L3, tế bào kích thước to có nhiều hốc trong nguyên sinh chất. Còn theo miễn dịch thì người ta sẽ phân loại theo cái cách nhuộm đối với leucemia cấp và leucemia cấp dòng tủy với leucemia lanh phổ cấp. Thì nhuộm Sudan thì sao? Nhuộm gì? Nhuộm PAS thì sao? Nhuộm phốt pho tazo acid thì sao? Còn theo phân loại của WHO năm 2001 thì chẩn đoán leucemia cấp khi trong máu hoặc tủy có từ 20% tế bào blast trở lên. Và có phân loại riêng cho leucemia cấp dòng tủy, còn leucemia cấp dòng lanh phổ thuộc bệnh ác tính dòng lanh phổ. Thì leucemia cấp dòng tủy dựa trên bất thường nhiễm sắc thể và gen chia ra làm các nhóm. Nhóm leucemia cấp tủy có bất thường gen tái nhiễm. Nhóm leucemia cấp tủy cấp có rối loạn đa dòng. Leucemia cấp tủy cấp có liên quan đến điều trị. Leucemia cấp có các thể tương đương FAB và leucemia tủy cấp không xác định dòng. Còn leucemia lympho cấp thì chúng ta có lanh phổ B hoặc T, tế bào tiền thân hay tế bào B T sớm. Để chẩn đoán leucemia cấp có khó hay không? Không hề khó. Về lâm sàng chúng ta sẽ thấy đủ các hội chứng nhiễm trùng, hội chứng thiếu máu, hội chứng xuất huyết và tiến triển nhanh, bệnh nhân mệt mỏi gầy sút và các hội chứng thâm nhiễm, loét, hoại tử ở bất kể chỗ nào trong cơ thể. Về cận lâm sàng chúng ta thấy giảm cả ba dòng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, và trong công thức bạch cầu thì có bạch cầu non, máu ác tính là máu ngoại vi và giảm các tế bào trưởng thành bình thường. Về tủy thì chúng ta thấy số lượng tế bào tủy tăng hoặc bình thường, có tế bào non ác tính chiếm trên 20% các tế bào có nhân không thuộc dòng hồng cầu trong tủy xương và hoặc trong máu. Và có bất thường nhiễm sắc thể hoặc gen đặc trưng, có giảm các tế bào tủy bình thường, có số lượng hồng cầu lưới ở máu ở tủy đều giảm. Còn về miễn dịch di truyền, người ta thấy tế bào có kháng nguyên CD đặc trưng giai đoạn sớm của quá trình biệt hóa và trưởng thành, di truyền phát hiện các bất thường nhiễm sắc thể và gen đặc trưng leucemia cấp. Để chẩn đoán phân biệt, chúng ta sẽ phải phân biệt với nhiều bệnh cảnh khác nhau. Một là suy tủy xương, đấy là bệnh mà lúc nãy cô đã nhắc lại nhưng mà các em vẫn không nhớ ra được. Suy tủy xương thì sao ạ? Về lâm sàng nó sẽ diễn biến từ từ chứ nó không rầm rộ như leucemia cấp. Nó cũng giảm ba dòng bởi vì nó không tạo được hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu cho nên giảm ba dòng. Nhưng nó khác với leucemia cấp là gì? Suy tủy xương thì ngay tại trong tủy đó nó đã nghèo tế bào, các khoang sinh máu hoang vu, mỡ hóa và không có tế bào non ác tính. Còn gì ạ? Còn trong leucemia cấp thì tủy sẽ rất giàu tế bào và có tế bào non ác tính. Cái phân biệt thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải phân biệt với xuất huyết giảm tiểu cầu trong trường hợp là leucemia cấp mà giảm một dòng thôi, leucemia cấp một dòng dòng tiểu cầu, thì chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với cái bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn hay còn gọi là Waglot. Tuy vậy thì khi xét nghiệm tủy đồ chúng ta cũng sẽ phát hiện được, và chúng đặc biệt chúng ta thấy không có tế bào non ác tính là máu ngoại vi. Rồi ngoài ra nữa còn có nguyên nhân thiếu máu do các nguyên nhân khác nữa thì chúng ta cũng phải phân biệt với leucemia cấp mà chỉ có dòng hồng cầu bị ảnh hưởng. Đối với bệnh leucemia kinh dòng hạt thì sẽ diễn biến từ từ, bạch cầu tăng rất cao, tăng tiểu cầu tăng cao, có nhiều bạch cầu ở các lứa tuổi khác nhau trong máu, tỷ lệ tế bào đầu dòng như nguyên tủy bào, tiền tủy bào dưới 20%. Đó là leucemia kinh dòng hạt. Đây là một bệnh cảnh mà cô yêu cầu là các em sẽ đọc thêm bài leucemia kinh. Một bệnh cảnh thứ năm nữa chúng ta cũng phải chẩn đoán phân biệt, đó là u lanh phổ. Là bệnh nhân cũng sẽ có thiếu máu nhưng có hệ thống hạch to, có xuất huyết và xét nghiệm máu và tủy không có tế bào non ác tính thì gọi là u lanh phổ. Một bệnh cảnh nữa khá là ác tính, đó là đa u tủy xương. Bệnh nhân sẽ tăng cao protein máu, tăng gáp globulin gamma, không có tế bào non ác tính trong máu, trong tủy. Tiếp theo là hội chứng rối loạn sinh tủy. Rối loạn sinh tủy thì nó na ná giống như là suy tủy xương, nó sẽ diễn biến từ từ, tế bào non ở trong máu trên tế bào non ở tủy dưới 20%. Có một bệnh cảnh nữa nó có thể chuyển sang leucemia cấp, đó là leucemia kinh dòng hạt như ở phía trên cô đã trình bày.
thì là giai đoạn cuối của lớp sơ mi kinh, xét nghiệm có nhiễm sắc thể pH1 của lớp sơ mi kinh dòng hạt. Và có một bệnh cảnh nữa chúng ta cũng thấy kha khá giống, nhưng mà nó là bệnh cảnh không ác tính, đó là nhiễm trùng giả lơ sơ mi. Trong một số trường hợp nhiễm trùng nặng quá, bệnh nhân có thể gì, có thể vừa có thiếu máu, vừa có xuất huyết, vừa có bạch cầu rất là giảm. Tuy nhiên cái chẩn đoán phân biệt cuối cùng đó chính là tế bào ác tính, thì trong nhiễm trùng giả lơ sơ mi sẽ không có tế bào ác tính. Giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề điều trị lơ sơ mi, chúng ta sẽ làm gì? Về mặt nguyên tắc điều trị thì chúng ta phải tiêu diệt tế bào ác tính bằng một số hóa chất diệt tế bào. Chia thành nhiều giai đoạn điều trị, tấn công, củng cố để có được lui bệnh hoàn toàn, duy trì để kéo dài thời gian lui bệnh. Thứ ba nữa là bên cạnh đó là điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng, biến chứng của bệnh. Và thứ tư, đôi khi điều trị phải ghép tủy. Và cái ghép tủy này cho tới thời điểm hiện tại nó cũng đã cứu được khá nhiều người bệnh, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Đối với điều trị lơ sơ mi cấp dòng tủy thì chúng ta điều trị tấn công dựa trên nguyên tắc phối hợp các thuốc mà có tác dụng tốt đối với lơ sơ mi cấp khi các thuốc này được sử dụng riêng rẽ. Và hai nhóm thuốc đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay đó là gì, ARC và gì, donorubicin. Tác dụng phụ của chúng gây ra như suy tủy, rụng tóc, rối loạn tiêu hóa, nôn, chán ăn và bệnh cơ tim. Và người ta sẽ dùng phối hợp hai loại thuốc này. Đối với giai đoạn sau lui bệnh thì quy trình tiến hành đều đặn hàng tháng bằng các thuốc hóa chất nhẹ kéo dài từ 2 đến 3 năm sau lui bệnh hoàn toàn, gọi là điều trị duy trì. Vì sao gọi điều trị duy trì? Vì mục đích của quá trình điều trị này là duy trì lui bệnh hoàn toàn, chứ bệnh nhân không thể khỏi được. Còn cuối cùng đó là điều trị củng cố hoặc tái tấn công, là phương pháp điều trị sử dụng, có thể là phác đồ đã dùng trong các điều trị tấn công hoặc phác đồ khác mà cũng có độ mạnh tương tự hoặc hơn để củng cố lui bệnh hoàn toàn, giảm đến mức tối đa nguy cơ tái phát và kéo dài thời gian lui bệnh hoàn toàn. Các thuốc thường được dùng là 6-MP, glu, thioguanin, etoposide hoặc là ARC. Và một cái giải pháp nữa đó là gì ạ? Ghép tế bào gốc tạo máu. Thường được chỉ định cho các trường hợp điều trị củng cố cho các bệnh nhân có các yếu tố tiên lượng xấu, các bệnh nhân tái phát và những bệnh nhân không đáp ứng với các phác đồ điều trị thông thường. Ghép tế bào gốc tạo máu được coi như là một biện pháp hỗ trợ cho việc sử dụng các phác đồ hóa trị liệu liều cao. Và ghép có thể là ghép đồng loài, ghép tự thân hoặc ghép tế bào gốc của máu ngoại vi. Biến chứng gây tử vong của ghép đồng loài là ghép chống chủ, nhiễm trùng, viêm tắc tĩnh mạch, nhất là tĩnh mạch trên gan. Chúng ta thấy rồi, có cái trường hợp nào mà ghép bất cứ một cái thứ gì, bất cứ một cái dòng gì vào cơ thể mà không có hiện tượng thải loại không? Hoàn toàn là chúng ta sẽ phải điều trị để chống thải loại. Còn đối với điều trị lơ sơ mi cấp dòng lanh phô thì phác đồ điều trị tấn công thường phối hợp nhiều loại thuốc, phác đồ chuẩn được nhiều tác giả sử dụng rất nhiều loại thuốc như ở đây. Và có nói thì chắc chắn các em cũng không hiểu được, nhưng các em sẽ phải nhớ để đến khi mà chúng ta mà đi thi chúng ta sẽ phải học, phải đọc. Thời gian điều trị duy trì thường 24 đến 36 tháng. Các thuốc sử dụng trong tái tấn công thường là các thuốc đã sử dụng trong điều trị tấn công và một số thuốc khác như methotrexate liều cao, ARC liều trung bình, hoặc là etoposide, hoặc là 6-MP ghép tủy. Còn đối với những người mà nó đã tế bào ác tính, nó đã thâm nhiễm thần kinh trung ương thì người ta tiêm phối hợp methotrexate, ARC và solumeron vào vị sống của bệnh nhân. Tiên lượng thì sao? Đương nhiên rồi, lơ sơ mi cấp là một bệnh máu rất ác tính, diễn biến nhanh, rầm rộ. Các yếu tố tiên lượng được đề cập là tuổi của bệnh nhân, số lượng bạch cầu máu ngoại vi lúc chẩn đoán, các rối loạn nhiễm sắc thể, khả năng đạt được lui bệnh hoàn toàn ngay sau đợt điều trị đầu tiên và thời gian lui bệnh hoàn toàn. Lơ sơ mi cấp dòng B hay T. Tuổi càng cao tiên lượng càng xấu. Trong lơ sơ mi cấp dòng lanh phô, tỷ lệ lui bệnh hoàn toàn ở trẻ em là 95%, trong khi đó tỷ lệ này của bệnh nhân trên 50 tuổi là 40-60%. Số lượng bạch cầu cao trên 30 GL cũng là yếu tố tiên lượng xấu. Bệnh nhân không có biến loạn nhiễm sắc thể, tiên lượng tốt hơn bệnh nhân có biến loạn nhiễm sắc thể. Biến chứng
thì chúng ta nhắm mắt cũng có thể nói được những biến chứng của lơ sơ mi rồi, bởi vì nó gì ạ, nó hỏng mất cả ba dòng của máu, cho nên nó dễ nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng huyết hay là viêm phổi, dễ bị xuất huyết. Mà nếu như xuất huyết dưới da thôi thì nó còn nhẹ, nhưng xuất huyết não màng não, xuất huyết trong các nội tạng thì rất nặng nề, rồi thiếu máu ở các mức độ khác nhau, và biến chứng do tác động của thuốc, hóa chất trong quá trình chúng ta điều trị cái bệnh lơ sơ mi này. Ví dụ bệnh nhân không chịu được vì bệnh nhân có tổn thương gan, độc với gan do các cái thuốc và hóa chất điều trị, rồi độc với cơ tim, rồi rối loạn tiêu hóa. Và chúng ta có thấy ai điều trị mà không bị rụng chọc đầu không? Đó, đó là gì ạ? Nó tác động vào tất cả các cái tế bào mầm, các tế bào non, làm cho gì ạ? Làm cho các cái tế bào đó nó bị mất chức năng. Thế như vậy là toàn bộ cái bài lơ sơ mi cấp cô đã truyền tải tới các em. Hy vọng rằng là các em học đến đâu, các em sẽ tự thiết lập cho mình những các cái cây kiến thức để các em có thể nhớ về bản chất của nó và các em nắm được bài. Chứ như cô vừa test thử như vừa rồi thì cô nghĩ rằng là đây là một cái tín hiệu, cái dấu hiệu không lấy gì làm vui khi mà các thầy cô trong bộ môn thấy được cái chất lượng học. Cô mong rằng các em sẽ phải thay đổi hơn, tích cực hơn trong học và nắm bắt kiến thức. Chứ nếu không, chúng ta sẽ học một cái nghề mà cái nghề này là nghề mà đối tượng của chúng ta là người, là con người, là những người bệnh. Ranh giới giữa việc chúng ta cứu bệnh nhân với cả việc chúng ta làm mất đi cái sự sống của người bệnh nó rất mong manh. Cô không muốn dùng từ nặng đó là giết người. Thì ranh giới giữa việc cứu người và cái việc mà không cứu người nó cũng rất mong manh. Chúng ta chỉ dốt một chút thôi, chúng ta kém một chút thôi, đôi khi chúng ta đưa ra những quyết định hết sức sai lầm. Và muốn có như thế thì đòi hỏi các em phải học hành cày xới nhiều lần lắm. Học nghề y là cái nghề mà gọi là chữ nhẫn đứng hàng đầu. Và cô phải dùng từ là phải lọ mọ. Đi lâm sàng cũng phải lọ mọ và học lý thuyết, đọc thêm sách cũng phải lọ mọ. Ví dụ một cái bệnh mà có đủ ba hội chứng như này chúng ta sẽ gặp ở trong những bệnh cảnh gì khác nữa. Về các em, nếu như em nào mà hiếu học, các em đã có thể đọc thêm được rất là nhiều thứ rồi. Thế vậy mà cái bệnh, cái bài mà vừa mới học tuần trước, tuần này cô hỏi, gần như không ai biết gì cả. Thì đấy là điều rất buồn. Cô nói là thật sự là rất buồn. Hy vọng là đi lâm sàng. Cô cũng là phó chủ nhiệm bộ môn, cho nên là cô sẽ đề xuất với các thầy cô lâm sàng tăng cường kiểm tra kiến thức trước khi vào các buổi học. Cái thứ hai nữa là các em sẽ phải đi lâm sàng một cách thật chăm chỉ. May ra các em mới có thể có kiến thức tốt được, mới trở thành thầy thuốc được. Cô xin dừng bài giảng ở đây. Xin chào các em.